Giờ can đảm ngồi đây không? Cái gì? Chết rồi. Em có can đảm ngồi đây không? Thoải mái. Chết. Ơi, nguy hiểm đấy. Bắt review cái gì ạ? Thì khang của mình sẽ xong nha chứ khỏi lắm. Nhưng mà bắt review cái gì ạ? Hả? Bây giờ mấy cái này thì hiểu làm sao được. Nhưng mà cũng để tìm hiểu cái xem như thế nào. Rồi. Tạm tạm. Chắc không sao đâu ha. Không sao đâu. Không sao đâu ha. Ui. Ôi giời ơi. Cái gì mà ui giời ơi. Bỉm á? Bỉm á? Không phải, băng vệ sinh. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi nhá. Chơi luôn nhá. Này là giảm hết toàn bộ 30% luôn á. Kinh nhở. Chết. Chốt đơn. Mọi người ơi, căng thẳng lắm mọi người. Đây, rồi, đây, thằng đi vô cái dòng băng vệ sinh của BBB. Đây là một cái dòng băng vệ sinh gọi là nói là siêu mỏng nha mọi người, nó rất là mỏng, siêu mỏng. Bây giờ ê, nên nó nên của. Chơi cỏ, chơi cỏ. Ấy dạ, đi chỉnh trang mà, ủa tôi không chỉnh trang, đi chỉnh trang sài à. Như kiểu đang đi học ấy nhỉ? Ở đây, đây. À? Đang đi học ấy nhỉ? Đây, em ngồi nghe chị phân tích nha. Để mai mốt có vợ biết đường lửa. Có cái này sắp tới em bán mà. Phải không? Ừ, bán rồi. Ở đó. À, bán cái này luôn hả? Bán cái này luôn mà. Bán luôn. Nên là bây giờ ngồi học luôn. Học mà, học mà. Đây. Bây giờ tập từ từ đi làm vừa mấy mốt vợ người ta kêu đi ra mua đồ dùng thì biết đường mà lựa. Đây mọi người nhá. Ở đây hàng đi vô cái này cho mọi người một cái dòng băng vệ sinh của Benz, thương hiệu Benz Baby. Các bạn có thể thấy được cái điều khác biệt của nó ở chỗ đó là nó sẽ bao rất là kín. Hai đầu của nó không có lộ ra. So với một cái số dòng khác thì hiện tại đang cái đầu của nó đang lộ ra khá là nhiều ha. Lộ ra nhiều vi khuẩn dễ vô bởi vì á các bạn nữ tụi mình là hay bỏ nó vô trong toilet, bỏ vào nhà vệ sinh vi khuẩn nhiều chui vô làm gì đó. Để trong ấy cho tiện đúng không? Đấy, để trong tiện thôi, không phải bỏ tủ lạnh á? Thì bỏ tủ lạnh hả? Bỏ vệ sinh tương đối ơi. À? Cái này tưởng bảo quản thì phải bỏ tủ lạnh chứ. Trời ơi rồi. Cũng được, bỏ tủ lạnh cũng được. Bỏ đâu thì bỏ cho mát đi đâu. Chán đời lắm trời ơi. Đây nha mọi người, rồi bây giờ so sánh luôn nè. Cái này nha mọi người thì nó sẽ rất là mỏng. Lấy cho cái khả này. Đây này, thằng lấy một cái thẻ cho mọi người coi nhé. Em thấy mỏng không? Nè, mỏng, mỏng nha. Rồi, mỏng, ok. Mỏng, cái này dày hơn đúng không? Dày hơn. Đúng chưa? Cái này dày hơn rất là nhiều. Dày hơn. Cái này đang khá là dày. Rồi, cái này nha, nó có một điểm nữa. Đó là thông thường các bạn nữ bây giờ mọi người đang hay sợ rất là nhiều cái khu vực keo của cái băng. Cái keo của cái băng khi mà nó dán như quần mình á, nó là cái keo. Và khi mà lột ra nó dính lại cái kem trên quần thôi, mình mặc vô nó ảnh hưởng được. Đó, mình tưởng tượng vừa thôi nhá. Đấy, thì đây mọi người nhá, thì cái này nè, khi mà mọi người lột ra thì đây các hàng sẽ thấy cho mọi người thấy được luôn là cái kem nó sẽ dính từ đầu đến cuối, mọi người có thể nhìn thấy nè. Cái kem nó đang dính từ đầu đến cuối luôn. Em thấy không? Dính liên tục từ đầu đến cuối luôn, nó không chừa một khoảnh nào cho mình hết trơn á, dính hết từ đầu đến cuối luôn nhá. Rồi. Đây. Đây là băng vệ sinh thường, thằng lấy ra hàng so sánh cho mọi người. Rồi, cái dòng này nè, khi mà mình lật ra mình em thấy nhá, chỗ này là mình mở ra, rồi chỗ giữa này. Đó, nó không có keo đúng không? Đúng rồi. Nè nè. Chỗ này nó không có. Mà cái này nó mỏng hơn nhỉ. Cái này mỏng hơn rất là nhiều. Lúc quan trọng là nó thấm. Quan trọng nó thấm bao nhiêu đúng không? Đấy. Rồi, ok. Thấm. Thấm